Chào mừng Gan trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lần đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí, luôn hướng đến các giá trị của phương pháp dạy học hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn vật lý. Hôm nay thầy dạy sang chương 3 điện học, bài 17 sự nhiễm điện do cọ xát. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em hiểu cách làm cho một vật nhiễm điện. Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác và giải thích được các hiện tượng xung quanh ta. Bây giờ, chúng ta vào học bài mới. Mục 1 lớn, sự nhiễm điện do cọ xát. Bây giờ, chúng ta vào mục 1 nhỏ, thí nghiệm. Bây giờ các em sẽ quan sát thí nghiệm sau. Hôm nay thầy sẽ thí nghiệm vật nhiễm điện. Dụng cụ thí nghiệm gồm một ống nhựa. Và trong ống nhựa này có một số mẫu giấy vụn mà các em thấy có màu đỏ và màu trắng. Bên cạnh đó là có một cái thước nhựa. Thước nhựa này dùng để chà xát lên thành ống nhựa để chúng ta xem hiện tượng nhiễm điện xảy ra như thế nào. Bây giờ thầy sẽ làm thí nghiệm như sau. Như các em đã biết, thì giấy này nó không bao giờ dính vào thành ống này được nếu chúng ta không có một cái tác động nào vào đó. Thứ nhất là các em thấy là ống nhựa này là một ống nhựa khô, nó không có nước trong này. Cho nên những cái mảnh giấy vụn này nó không thể dính vào thành ống này một cách bình thường được. Thì bây giờ thầy sẽ nghiêng ống lại và thầy dùng một cái thước nhựa, thầy chà xát mạnh vào hai bên thành ống để các em xem hiện tượng gì xảy ra. Các em thấy hiện tượng gì xảy ra? Các em bắt đầu thấy là những cái mảnh giấy vụn bắt đầu nó dính vào thành nhựa. Bây giờ thầy nghiêng ống và thầy lăn, thì các em thấy rằng là các mảnh giấy vụn nó dính vào thành ống nhựa rất là nhiều, thậm chí giấy đáy còn rất ít. Thầy chà xát thêm một lần nữa xem thử như thế nào. Các em quan sát thấy là giấy ở trong ống nhựa nó cứ nhảy. Và các em cũng nghe thấy tiếng kêu của nó khi nó nhảy, nó dính vào thành nhựa, nó tạo thành một tiếng nhỏ. Như vậy thì hiện tượng sau khi thầy làm thí nghiệm đó là thầy chà xát cái thanh nhựa xung quanh thành ống thì làm cho những mảnh giấy vụn trong ống này dính hết vào thành ống. Đó là hiện tượng. Hiện tượng này xảy ra nhờ sự cọ xát thanh nhựa vào thành ống. Và khi đó ta nói hiện tượng này xảy ra do hiện tượng nhiễm điện. Tức là khi chúng ta chà xát thanh nhựa này vào thành ống này thì nó làm cho thành ống này nhiễm điện, tức là mang điện tích. Và chính sự mang điện tích đó nó đã hút các cái mảnh giấy vụn ở trong ống lên thành ống. Bây giờ thầy có thể búng thì các em phải quan sát là đáng lẽ búng thì những mảnh ở bên này sẽ rơi xuống, đúng không? Nhưng mà vì khi thầy búng có thể mạnh thì nó gặp cái thanh nhựa bên này thì những mảnh giấy vụn đó bị cái thanh nhựa bên này nó hút. Như vậy là đó là một sự nhiễm điện
mà do khi thầy cọ sát vào. Bây giờ các em quan sát thầy búng để nó nhảy qua. Em thấy là thầy búng bên này nó nhảy sang bên kia này. Đó. Tóm lại, ở thí nghiệm này, chúng ta đã thực hiện một thí nghiệm một vật nhiễm điện bằng cách dùng thước nhựa cọ sát vào thành ống thì làm cho thành ống nhiễm điện, tức là mang điện tích, và chính thành ống này mang điện tích nó sẽ hút các cái mẩu dây vụn ở trong ống này. Tuy nhiên nếu mẩu dây lớn thì khi sự nhiễm điện đó còn nhỏ cho nên nó không hút được những mảnh dây lớn, do đó chúng ta phải tạo thành những mảnh giấy nhỏ, tức là những mảnh giấy này có khối lượng rất là bé, thì khi đó sự nhiễm điện của thành ống mới hút được chúng vào. Như vậy, để hiểu thế nào là một sự nhiễm điện thì thầy đã thực hiện cho các em thí nghiệm này. Và các em lưu ý rằng trong thực tế có rất nhiều cái hiện tượng nhiễm điện xảy ra, chẳng hạn các đám mây nhiễm điện thì nó sẽ có tia lửa điện phóng từ đám mây này sang đám mây kia, đó là sấm. Và khi đó chúng ta nghe một tiếng âm vang rất là to, thì tiếng âm vang đó thực chất là do tia lửa điện phát ra, nó sẽ làm thay đổi áp suất không khí xung quanh tia lửa điện đó, và khi đó nó sẽ xảy ra hiện tượng dao động của phần không khí xung quanh tia lửa điện, cho nên nó sẽ tạo thành âm thanh mà như chúng ta đã nghe. Hoặc những đám mây nhiễm điện nó phóng tia lửa điện xuống mặt đất, và khi đó hiện tượng mà có một tia điện rất là mạnh đánh từ đám mây xuống đất người ta gọi là sét, và chúng ta cũng nghe những âm thanh chập chững. Như vậy qua thí nghiệm này thì các em hiểu thế nào là một sự nhiễm điện, đó là khi chúng ta cọ sát một vật chẳng hạn như thanh nhựa và ống nhựa này thì làm cho ống nhựa này bị nhiễm điện, tức là mang điện tích, và nó hút các mảnh dây vụn. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào học sự nhiễm điện. Sau khi quan sát thì các em sẽ thấy, thứ nhất là dụng cụ thí nghiệm gồm một ống nhựa và các mẩu dây vụn. Khi chưa cọ sát vào thành ống thì các mẩu dây vụn không dính vào thành ống. Như vậy thì ban đầu không có hiện tượng gì xảy ra. Sau khi dùng thanh nhựa cọ sát nhiều lần vào thành ống và lăn ống nằm ngang, sau đó dựng ống lên thì ta thấy hiện tượng xảy ra, đó là có rất nhiều mảnh dây vụn bám vào thành ống. Vậy tại sao lại có hiện tượng đó xảy ra? Bây giờ chúng ta kết luận như sau. Hiện tượng đó xảy ra là vì ta có thể làm nhiễm điện nhiều vật do cọ sát, như ở thí nghiệm vừa rồi là thí nghiệm cọ sát thanh nhựa vào ống nhựa trong có chứa nhiều mảnh dây vụn. Khi đó vật nhiễm điện, tức là mang điện tích, có khả năng hút các vật khác. Ở trong thí nghiệm, vật nhiễm điện đó là cái thanh ống nhựa. Khi chúng ta cọ sát thì nó mang điện tích và có khả năng hút các vật khác, như trong thí nghiệm đó là các mẫu dây vụn. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát thực tế các hiện tượng nhiễm điện như sau. Thứ nhất là vào những ngày trời mưa, khi các đám mây giông hình thành, ta thường thấy sét xuất hiện lên xuống mặt đất. Tại sao có hiện tượng đó? Bây giờ dựa vào cái kết luận là vật nhiễm điện để chúng ta giải thích hiện tượng này như sau. Trả lời, đó là sự cọ sát giữa không khí và các hạt nước nhỏ li ti, và giữa các hạt nước với nhau sẽ làm các đám mây giông nhiễm điện. Sự cọ sát là nguyên nhân làm đám mây bị nhiễm điện. Sét xuất hiện từ các đám mây tích điện. Khi đó, một tia lửa điện khổng lồ phóng ra
từ đám mây xuống mặt đất. Vậy từ đây chúng ta có thể kết luận đó là vật nhiễm điện có khả năng phát ra tia lửa điện. Bây giờ tiếp tục bài học. Bây giờ chúng ta học một hai lần vận dụng. Sau khi quạt hoạt động một thời gian, tại sao quạt bám nhiều bụi bẩn? Bây giờ thầy cho các em xem hiện tượng quạt bám nhiều bụi bẩn như sau. Trên hình ảnh này là một cánh quạt. Sau một thời gian dùng thì các em thấy bụi bẩn nó bám trên cánh quạt. Và nó cũng bám rất nhiều ở cái bộ phận bảo vệ cánh quạt. Thế thì bây giờ ta giải thích tại sao lại có hiện tượng bụi nó bám bẩn như thế này. Quạt thì nó đẩy gió đi. Ở đây các em lưu ý là quạt quay, mình nhìn theo hướng này là quạt quay theo chiều quay của kim đồng hồ. Mà khi quạt quay, cánh quạt sẽ chà sát với không khí, mình có thể nói như thế. Thì nó sẽ làm cho cánh quạt này bị nhiễm điện. Và chính sự nhiễm điện này, nó sẽ hút các hạt bụi nhỏ li ti mà đi sát cánh quạt thì bám vào. Mà trong không khí thì rất nhiều bụi. Do đó, sau một thời gian thì các hạt bụi này nó bám dày ở trên cánh quạt. Và các em cũng để ý tiếp, đó là khi quạt hoạt động thì luồng gió sẽ thổi phía sau tới. Nó lại gây ra một sự cọ sát giữa không khí và các cái lưới bảo vệ cánh quạt này. Và khi đó, các cổng sắt lưới này cũng bị nhiễm điện. Và hạt bụi ở trong không khí đi qua mà gần với những lưới sắt này thì nó cũng bị dính vào lưới sắt. Cho nên chúng ta thấy rằng sau một thời gian dùng thì quạt và lưới đều bẩn. Do đó chúng ta cần vệ sinh lại để quạt hoạt động bình thường như trước. Bởi vì nếu quạt mà bẩn như thế này thì các em nhớ rằng quạt không bao giờ được mát như khi quạt được vệ sinh sạch sẽ. Bây giờ tiếp tục đi học. Chúng ta trả lời như sau. Khi quạt quay, nó tạo ra một lượng gió qua quạt rất lớn. Hơn nữa quạt quay với vận tốc lớn sẽ có sự cọ sát rất mạnh giữa cánh quạt và không khí. Sự cọ sát là nguyên nhân làm cánh quạt bị nhiễm điện. Thế thì trong không khí có nhiều bụi nhỏ li ti đi sát phần nhiễm điện sẽ bị hút vào và bám chặt vào cánh quạt. Bởi vậy sau một thời gian ta thấy cánh quạt bám đầy bụi bẩn. Bây giờ giải thích một hiện tượng thứ ba là tại sao xe chở xăng dầu phía sau xe có một sợi xích dài thải xuống mặt đường. Các em có bao giờ để ý điều này chưa? Bây giờ thầy sẽ cho các em xem hình ảnh như sau. Ở trên màn hình là hình ảnh của một chiếc xe chở xăng. Mà các em thấy ở phía sau xe có một sợi dây xích. Rồi dài nối từ thân xe ở phía sau. Mà dài quá mặt đất thì ở trên mặt đất còn một số phần xích chà mặt đất để kèm. Vậy thì sợi xích này nối từ thân xe xuống mặt đất để làm gì? Khi xe chạy thì không khí sẽ chà sát vào thành xe. Và khi xe chạy thì bao giờ cũng dòng. Mà khi xe dòng thì xăng ở phía trong thùng xe này nó lại lắc qua lắc về, thì nó lại cọ sát với thùng xăng. Như vậy cả hai yếu tố cọ sát của không khí và cọ sát của xăng ở trong bồn xăng với bồn xăng sẽ tạo cho bồn xăng trở thành vật tích điện, tức là vật nhiễm điện. Mà khi vật nhiễm điện càng lớn thì các em biết rằng có thể sinh ra tia lửa điện. Mà xăng là một cái nhiên liệu dễ cháy nổ, cho nên có thể làm cháy nổ thùng xăng, không an toàn cho xe chạy xăng. Vậy thì sợi dây xích này nối xuống, nó sẽ truyền cả cái điện tích mà thùng xăng nhiễm điện xuống mặt đất để giảm bớt cái sự nhiễm điện ở trên thùng xăng này.
để làm cho chúng không thể phóng tia lửa điện được. Đây là một cái dụng cụ an toàn cho xe chạy xăng khi chạy trên đường. Bây giờ tiếp tục vào bài học, thầy trả lời như sau: khi xe chạy xăng chuyển động sẽ có sự cọ sát chạy xăng và thùng xăng giữa không khí và thùng xăng. Sự cọ sát là nguyên nhân làm thùng xăng bị nhiễm điện. Xăng lại có tính chất dễ cháy nổ, nên nếu thùng xăng càng lớn thì tích điện càng nhiều. Mà tích điện càng nhiều thì sẽ có thể sinh ra phóng tia lửa điện. Để tránh thùng xăng phóng tia lửa điện thì sợi xích sẽ truyền điện tích ở thùng xăng xuống đất, làm giảm điện tích ở thùng xăng liên tục, nên điện tích ở thùng xăng không đủ lớn để phóng tia lửa điện. Và sợi xích chính là sự an toàn cho các xe chở xăng dầu. Như vậy, qua bài học hôm nay thì các em đã hiểu cách làm cho một vật nhiễm điện. Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác, và các em biết giải thích các hiện tượng xung quanh ta như thầy vừa trình bày. Như vậy, bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức RFP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.